Rồi, bây giờ thì chúng ta sinh hoạt sơ, sau đó thì nhóm chúng ta sẽ vào thiền ha anh chị em ha. Thì chắc anh Thanh tắt tiếng rồi, để mình mở tiếng lại cho mọi người nha. Rồi, bây giờ chúng ta có thể trao đổi sinh hoạt với nhau được rồi đó anh chị em. Thì sao rồi, bây giờ qua nay có gác tay lên trán suy nghĩ xem coi là hỏi câu gì không? Hôm nay mà không ai có câu gì trao đổi hết ráo là giờ là chúng ta thiền tiếng rưỡi luôn á. Hôm nay là cái buổi cuối của cái tuần lễ thực hành thiền minh sát rồi đúng không mọi người? Thì trong quá trình một tuần lễ này nè, chúng ta thực hành thiền minh sát cùng nhau á, để nhận năng lượng á, thì anh chị em có những cái chia sẻ gì khi mà chúng ta tiếp cận với phương pháp này và ứng dụng cái thiền minh sát để thực hành nhận năng lượng, thì anh chị em có cái cảm nhận như thế nào về bản thân của mình, có biến chuyển trong một tuần lễ này hay không? Tức là mình chỉ nói về cái cảm nhận của bản thân mình thôi, tại vì mỗi người một cơ địa, mỗi người sẽ có một cái sự cảm nhận khác nhau, không ai giống ai hết trơn á, cho nên là chúng ta cũng không có áp của người này vào người kia ha anh chị em ha. Nhưng mà chúng ta sẽ nói đến cái cảm nhận của mình trong một tuần lễ này khi mà chúng ta tham gia cái tuần lễ thiền minh sát cùng nhau. Thì lớp mình có anh chị em nào mà mình có cái cảm xúc hay là có cái chia sẻ gì không? À, cô Hoàng Thị Tám rồi. À, cô Tám mở mic lên đi cô Tám. À, bấm vô màn hình nữa cô. Rồi được rồi đó cô. Bác hỏi cái gian này bác ngồi mà cứ nó đau ràng cái ngực này, rồi nó xuống giữa cái chân tê nhiều lắm, không biết có trục trặc gì về lần sau Nếu trục trặc về lưng xa thì mình sẽ không cảm được năng lượng bám vào dùng đau và đổ cho trượt ra chân. Cho không? nên là chắc chắn là không có trục trặc về lưng xa rồi nha. Thì mình sẽ kiểm xem rồi cái đó là có phải là cái bệnh của mình không, từ xưa giờ mình có bệnh về cái huyết áp hoặc là tim mạch không, hoặc là phổi mình đang có vấn đề không, tức là mình phải kiểm tra những cái phần đó nha. À, có hết luôn. Thì nếu mà có đủ hết thì cái việc năng lượng bám vào dùng đau là đúng rồi cô Tám ha. À, thì chúng ta cũng không cần hoang mang nha, tại vì khi mà năng lượng bám vào dùng đau sau đó nó thải trượt ra chân được thì điều đó chứng tỏ là cái hệ thống luân xa của mình nó đang hoạt động rất là tốt, cho nên nó mới tìm được bệnh của mình nó xử lý chứ. Mày cảm ơn nó có phần nha. Dạ rồi. Bánh nhiều. Rồi mời một bạn khác. Rồi bạn Khải Nhi có giơ tay nè, rồi nói đi Dạ Khải Nhi. dạ em chào chị. Em không biết là chị các cô chú anh chị ở đây có ai bị giống trường hợp như em không, là khi mà em thiền em chú em để vào em để trọng tâm vào cái hơi thở á, thì em cảm thấy hơi thở của em á lâu lâu cái nó ngưng, hoặc là nó thở mà nó nấc 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 á chị, giống như thở ngừng mà nó liên tục vậy đó. Tức là ví dụ như em xì ra phải không chị, em xì xong ngưng xì vậy nó mới hết một hơi thở của em, thì em thấy ủa sao nó nghẹn ngào vậy. Rồi bây giờ vậy nè, lúc em chú tâm quan sát cái việc thở tự nhiên của thân mình thì em kiểm xem là bản thân mình có đưa cái ý vào trong cái tiến trình thở không, tức là mình để cho thân mình thở tự nhiên hay là lúc mà mình thấy nó hít vào thì mình muốn nó thở ra, hay là lúc mình thấy nó thở ngắt quãng thì mình muốn nó thở kéo dài ra hơn. À, tức là mình phải xem coi là mình có bị kẹt ở cái chỗ là đưa cái ý vào cái việc thở tự nhiên của thân hay không. Nếu mà có thì mình phải chỉnh cái điều đó. Còn cái việc mà khi mình quan sát thì mình thấy được cái thân của mình lúc thì nó thở kiểu này, lúc thì nó thở kiểu kia, lúc thì nó thở kiểu nọ, thì cũng giống như cuộc sống của mình nó vô thường thôi. Lúc thì nó việc này, lúc nó việc nọ, lúc nó việc kia. À, thì mình nếu mình hiểu được như vậy thì mình sẽ không có thắc mắc về cái tiến trình thở. Bởi vì nếu mà từ xưa giờ mà nó thở không có hiệu quả thì mình đã có vấn đề về sức khỏe rồi. À, chứ mình không còn ngồi ở đây
nha. Nhưng chẳng qua là tại vì từ xưa giờ mình không quan sát nó thở, cho nên mình không biết nó thở cái kiểu như thế nào. Còn hôm nay mình quan sát nó thở thì mình thấy nó thở kiểu này, kiểu nọ, kiểu kia thì mình thấy hoang mang. Chỉ có vậy thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì hết. Ha ha À dạ, em ráng coi thử chứ em thấy sao em thở giống người ngoài hành tinh quá chị. Nhi ha. Thật ra thì ai cũng như mình thôi. Ví dụ như khi mình không nhìn mình thì mình sẽ không biết mình xấu như thế nào, nhưng mà khi mình chịu khó mình ngồi đó, mình soi mình chút xíu thì mình sẽ thấy bao nhiêu cái xấu nó lộ ra. Thì cái thở này nó cũng vậy nha. Khi mà mình không ngó đến nó thì mình cứ nghĩ là ồ mình đang thở rất là bình thường, cái việc thở của mình là cái việc bình thường. Nhưng khi mà mình chịu khó mình ngồi mình nhìn nó thở thì mình sẽ thấy nó thở đủ kiểu hết. Thì cuộc sống của mình cũng giống vậy đó nha. Rồi, vậy thì có một bạn nào khác có phát biểu gì không? À, mình thấy bạn Nguyễn Trọng Tâm giơ tay. Rồi, bạn Tâm mở mic lên đi bạn Tâm. Dạ em chào chị. Dạ em biết chứ em thiền đó chị, sao mà có cảm giác như cứ lúc nào cũng như nó nhíu nhíu cái lỗ hai lỗ tai, không thiền hay thiền, với lại cái hơi nóng mình đó, mình đâu có chịu động với ông ấy, nhưng mà nó vẫn xuất ra chân, lòng bàn chân ha, đầu ngón chân rồi, đó là sao chị? Tức là lúc bình thường em không thiền nó vẫn có hiện tượng đó, Dạ đúng rồi. hay là lúc thiền thì nó nhiều hơn, còn lúc không thiền thì nó ít hơn, hay là nó như nhau? Nó lúc mà em đi làm hay đi đâu á, nhiều khi nó cứ, mà mấy hôm nay thì nó nóng nhiều hơn. Như nóng giống như trường, không biết là cái gì, bữa em cũng có hỏi thân về anh chị ấy mà không biết. Rồi, vậy thì mình cũng chịu khó kiểm luôn, tức là cái hiện tượng đó nó xảy đến khi mình đến cái vùng đất đó hay là mình đến cái nơi đó thì mình bị, còn mình ra khỏi cái vùng đó thì mình có bị giống như vậy hay không. Bởi vì cái cơ thể của mình á thì nó, nếu mà mình thiền tốt thì nó sẽ tự cân bằng cho mình, và cái dòng năng lượng này nó sẽ giúp cho mình được như vậy. Cho nên là khi mình đi đến những cái nơi mà nó có nhiều trược khí thì cơ thể của mình nó sẽ tự quay, và luân xa nó sẽ tự quay và nó sẽ tự cân bằng cho mình. Cho nên là khi tự nhiên mình vô cái vùng đó, mình thấy sao cái tay của mình nó chạy rần rần, rồi cái chân của mình tự động nó thải trượt ra tùm lum hết trơn. Thì mình muốn kiểm Chân nó thì rất là dễ. Em có thể em ở đó em nghe cái tín hiệu như vậy, sau đó em qua một vùng khác xem rồi cái tín hiệu đó nó còn hay không nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình kiểm xem, ví dụ như bây giờ nếu có một số người mà người ta định tốt thì người ta không cần làm động tác số 1, luân xa của chúng ta chỉ cần vào trạng thái tỉnh thức thôi là tự nó quay để lấy năng lượng cân bằng nha, không cần phải làm động tác số 1 để vận hành giống như người mới nữa. Người cũ thì chúng ta sẽ được như vậy, tức là khi chúng ta thiền một thời gian thì tự động cơ thể mình nó theo một cái cơ chế tự động như vậy á mọi người. Giống như mình đang nói chuyện với anh chị em đây, mình đang vào cái trạng thái của cái người hay biết thì tự động là năng lượng vẫn đổ vào người mình bình thường, là luân xa mình nó vẫn là quay nhộp nhộp nhích nhích để nó nhận năng lượng. Và dĩ nhiên là khi nó nhận năng lượng thì nó sẽ thải trượt ra ra tay ra chân của mình nha. Và sau khi mà hết hết cái phần trượt thì nó sẽ đến cái phần năng lượng thuần khiết nha. Thì những cái người thiền lâu năm thì chúng ta sẽ được như vậy, thiền lâu năm nhưng với điều kiện là phải tinh tấn nha. Chứ còn mà nói là tôi học 5 7 năm mà thiền bữa bữa có bữa không thì chúng ta sẽ không được cái thể trạng như vậy đâu nha anh chị em. Thì nếu như em kiểm xem là ở cái thời điểm đó em có đang vào cái trạng thái tỉnh thức không, tức là em có đang chú tâm vào một cái việc gì đó, và tự nhiên em đang chú tâm thì em phát hiện ra là cái dòng năng lượng nó đổ ra chân ra tay em nó nóng. Thì em lúc em làm cái gì thì dường như cái đầu em lúc nào cũng lâng lâng nhẹ nhẹ, mà có Vậy là lúc thì đúng rồi. nó ra 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 hơi nóng cũng rất dễ chịu, chứ không cũng không có Nếu gì vậy khó là chịu. tốt nha. Nếu vậy là tại vì lúc đó là em chú tâm vào em làm cái công việc đó thì nó giống như thiền động vậy đó Tâm. Thì tự động là cơ thể mình nó thu năng lượng và nó phát ra và nó thải trượt cho mình, thì cái này là cái điều tốt, không có gì phải đáng lo ngại hết Tâm ha. Thì trong cái hai cái trường Đó là hợp đó
Thì trường hợp đầu tiên, nếu mình đi đến những cái vùng đất mà nó có cái hiện tượng về cái trược khí ở nơi đó nhiều quá thì cơ thể mình tự cân bằng, thì trường hợp này cũng tốt. Và trường hợp số 2, nếu mà mình định tốt, tức là cái tâm của mình nó trong trạng thái tỉnh thức thì tự động nó nhận năng lượng, thì cái trường hợp này cũng tốt luôn. Thì hai trường hợp này không có gì phải lo hết tâm ha. Cảm Rồi ơn chị. rồi có chú Lý rồi mở lên đi chú. Xin chào chị Giảng Huấn ạ. Xin tha thiết đề nghị chị giúp cho tôi một cái băn khoăn là như thế, là vì để tháng 3 tôi bị Covid, cho nên là cộng với cái bệnh cột sống khớp gối, cho nên ngồi nó không được nghiêm chỉnh đúng như lời của các thầy của cô giảng. Thế cho nên là không cảm nhận được cái cơn xa nó có vào không, năng lượng có vào hay không, nên cũng tha thiết nhờ chị giáo viên là kiểm tra giúp tôi cơn xa, nếu còn thì tôi vẫn tiếp tục an tâm học, mà nếu không thì nếu mà bị bứt thì tôi xin học lại từ từ đầu á, vì tôi Dạ là học là quá 18 ạ, dạ từ 2 rồi đến 25 12 á, xong dạ là học lớp 3 từ 10 đến 11, nhưng mà bị Covid cho nên rằng là xong là cái bệnh của cơ thể nó, cái đầu óc thì già nó tiếp trọng, cho nên thì không cảm nhận được, cho nên đầu óc giờ vẫn hoang mang dao động, nên nhờ chị Đẳng vẫn giúp được cho tôi thì kiểm tra tôi dạ lần xa, nếu dạ mà rồi chút xíu thì quay thì tiếp tục ạ, vâng, mà dạ nếu không thì xin ạ, vâng, xin cảm ơn ạ. dạ vậy chút xíu thì khi thiền thì bác cứ mở cam lên rồi có gì tụi con kiểm tra nha bác ha. Rồi nếu mà có bích thì con sẽ báo lại cho bác nha, còn nếu không bích thì bác cứ thiền bình thường không sao hết. Dạ rồi em thấy Cảm ơn chị Mai Hương giơ tay nè. À, chị Hương ơi, à, mở 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 mic đi chị. Chị Hương giơ tay nhưng mà không có phát biểu hết rồi, thôi vậy để bạn Hùng đi. Hùng ơi, em tính hỏi gì nói đi Hùng. Vâng ạ, em thì Hình như là ở bên em cái sóng nó yếu cho nên nói cái kênh nó nghe chập chờn không có rõ Hùng ơi. Cái sóng nó chập chờn quá nghe không được. Anh chị em có nghe được bạn Hùng nói gì không anh chị em? Không có nghe hả? À, cái sóng bên em nó bị sao á Hùng ơi. Hùng ơi, có gì Hùng nhắn tin đi, nghe không rõ đâu. Nghe không rõ. Không nghe được. Nghe không được cái gì hết á. Là đến môn Rồi Hùng ơi, cái này là do cái sóng bên em nó bị vấn đề rồi. Cho nên là em có gì em nhắn tin vô trong cái nhóm trò chuyện đi, rồi có gì chị coi cái câu hỏi của em thì chị sẽ trả lời cho em nha. Tại vì Cưng nói nhưng mà chị với lại mọi người không có nghe được cho nên là không có trả lời cho em được nha Hùng nha. Rồi có một bạn nào khác mình muốn hỏi gì không? À cái bạn Quang Cường nè. À, nói đi Cường. Chị ơi, cho em hỏi là như vậy là mình sẽ chuẩn bị gì khi mà mình đi đến những cái vùng mà có năng lượng xấu? Ví dụ như là mình định đi đám ma chẳng hạn thì mình có ngồi thiền trước hay như nào không ạ? Và cho em hỏi thêm là ở những cái vùng có năng lượng xấu như vậy thì mình có nên ngồi thiền thu năng lượng tại đó hay không? Vâng, em hỏi vậy ạ. Thì khi mà mình nếu mà mình biết mình sắp sửa đi đám ma hoặc là đi đến những cái nơi thờ cúng mà mình nghĩ là ở đó nó sẽ có nhiều trược khí thì đúng là mình nên thiền trước thì nó sẽ hay hơn. Tại vì mình thiền trước thì cơ thể mình thanh trường, thì khi mình đến đó thì cái cơ thể mình nó sẽ nhanh cân bằng hơn là cái người đang có trược nhiều ha. Còn cái việc mà khi mình đi đến cái nơi mà có cái vùng đất xấu như vậy và mình có nên thiền hay không thì thật ra thiền vẫn được chứ không sao. Tại vì khi chúng ta thiền là chúng ta thu năng lượng chứ không phải chúng ta thu cái trược khí, nên chúng ta không có sợ về cái điều đó. Thậm chí là khi chúng ta đi đến đó mà chúng ta cảm thấy trược khí nhiều quá mà cơ thể mình lúc này không thanh trược kịp thì chúng ta có thể thiền luôn cũng không sao hết nha.
mình phải phân biệt rõ giữa năng lượng và trược khí. À, có một số anh chị em chưa phân biệt được nên mình nghĩ là mình đi chỗ đó thì ở đó trược khí nhiều quá, nếu mình thiền thì nhiều khi nó bị ảnh hưởng. Nhưng chúng ta thiền là chúng ta để chúng ta thu năng lượng cân bằng cái trược khí, chứ chúng ta thiền không phải để thu trược khí. Và trược khí thì có ở khắp mọi nơi, chỉ là có ở nơi nhiều nơi ít thôi, và không phải ai cũng bị nhiễm trược khí nha. Tùy theo cái cơ địa và cái thể trạng, mà nói đúng hơn là tùy theo cái duyên nghiệp của cái người đó nữa ha anh chị em ha. Thì cái câu trả lời dành cho em là nên thiền trước khi đi đi đám ma hoặc là đi đến những nơi có nhiều trược khí. Còn nếu đang ở nơi có nhiều trược khí và cơ thể mình lúc này chưa có cân bằng kịp, em có thể hít thở 3 lần để thực hành thiền động luôn cũng được, để cơ thể mình nó nhanh cân bằng hơn cho mình nha. Rồi sau đó khi mà về nhà thì em thiền thêm để cho mình cân bằng lại cho nó tốt hơn ha Cường ha. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Rồi, thấy anh Trinh giơ tay ạ. Anh Trinh đến hỏi gì anh ơi? À, chị, cô Phượng ơi, mà bà xã tôi bị đau cái đầu gối, nó là tập yoga nào để mà nó giảm đau? Đau hai cái đầu gối lúc mà ngồi thiền. Dạ. Rồi, thì cái phần mà tên nên tập luân xa nào thì chúng ta không tập luân xa nào hết nha. Bởi vì như em đã nói từ trước, khi chúng ta thực hành thiền là mình phải hiểu rõ mình đang thực hành thiền gì. Mình thực hành thiền định hoặc là thiền minh sát, và mình mượn cái hệ thống luân xa được thông vào trạng thái tỉnh thức thì nó sẽ nhận được năng lượng. Và khi nhận năng lượng thì sẽ để cho cái hệ thống luân xa nó tự luân chuyển năng lượng và nó tự cân bằng cho mình, chứ mình không can thiệp vào cái hệ thống luân xa đó nha. Mà mình muốn tự hỗ trợ bệnh đau nhức cho mình thì sau cái buổi thiền tập, tức là sau cái buổi thiền tập xong, chúng ta xả thiền thì có thể ngồi tại chỗ không vận hành luân xa nữa, và lấy hai cái bàn tay của mình áp vào cái vùng đang bị đau, và sau đó thì ánh mắt của mình hướng vào cái bàn tay của mình và nghĩ phát năng lượng ra tay để cho cái bàn tay của mình nó phát năng lượng, nó xử lý cái vùng đau đó cho mình. Thì lúc này là chúng ta đang điều chỉnh bệnh chứ không phải là thiền, bởi vì chúng ta không vận hành luân xa ha anh chị em ha. Rồi sau khi chúng ta điều chỉnh xong cỡ chừng 10 20 phút gì đó thì chúng ta dừng lại, là chỉ có như vậy thôi. Còn khi thiền là không có tập bất kỳ một luân xa nào hết. Phải nhớ thiền là không được đưa ý vào để cho luân xa quay mạnh hoặc là dẫn năng lượng xuống vùng đau, cái đó là sẽ bị kẹt vào bản ngã. Mà bản ngã thì nó sẽ sanh ra ô trược, mà ô trược thì nó sẽ ảnh hưởng hệ thống luân xa của mình, tức là nó sẽ gây bích luân xa cho mình nha. Thậm chí cái bản ngã đó nó sẽ làm mình dễ bị những cái thế lực khác tác động vào, làm ảnh hưởng đến cái con đường tu tập của mình ha anh chị em ha. Rồi mình... chị Phượng ơi, mà tại nhà bà xã bà học cũng môn thiền sinh học này, nhưng mà ở chỗ khác, chỗ này thì dạy bạn quay luân xa vẫn bắt bà hỏi chứ không phải như giống như môn của mình. Dạ, thật ra thì tất cả mọi nơi đều, nếu mà nói về môn học của mình học bất kỳ ở đâu mà có khai mở luân xa và hướng dẫn cách thiền tập thì là như nhau hết, tại vì tổ thì cùng một tổ. Nhưng trong quá trình mà hướng dẫn về cái kỹ thuật thiền để nhận năng lượng thì nó cũng một phần dựa vào cái kinh nghiệm của cái người đi hướng dẫn nữa, nên mình sẽ không có nói là cái nào hay và cái nào đúng. Thì như anh Trinh nói là bà xã anh có học ở đâu đó người ta hướng dẫn như vậy, thì chúng ta cứ thử dùng cái suy nghĩ của mình xem, hoặc là mình cứ thử thực hành hai cách xem cái nào hiệu quả hơn thì chúng ta làm. Và mình sẽ không có chấp vào cái cách hay hay là cách dở nha. Còn về đúng về thiền thì chúng ta sẽ không đưa ý, không phán xét, không so sánh. Ở tại thời điểm hiện tại đó chỉ cần quan sát, ghi nhận hay biết là được, là đúng với thiền là như vậy nha. Dạ, cảm ơn cô Phượng. Rồi, thấy chị Hương, chị Hương nói đi chị. Thấy chị Hương giơ tay. Chào Phượng, chào các anh chị em cô chú. Cái chuyện hôm nọ mà chị trao đổi với Phượng á, giờ chị muốn hỏi rõ thêm, nhân vì hồi nãy bạn nãy nói là có đến một cái vùng mà mình có cảm giác là mình sẽ hay bị trực khí á, thì cho chị hỏi thêm là hôm giờ chị có thiền và đã cảm thấy là nó khá hơn rồi,
Nhưng mà phòng khi trường hợp sau mà chị đi chị sẽ bị dính lại như vậy á, thì chị lại có thêm một đặc điểm là huyết áp thấp, khó thở, và khi hồi hộp là sợ rằng là mình hít thở lưng xa để lấy năng lượng là thiền động á, thì sẽ không có đúng. Thì lúc đó làm sao mà ứng phó trong trường hợp đó được hả Phượng? À, tức là lúc mà chị Hương sợ là khi mà mình vào trạng thái thiền thì năng lượng sẽ tác động đến cái bệnh của mình, thì lúc này đúng là rồi. Chị sẽ bị khó thở đúng không? À, đúng rồi, khó thở. Thì nếu như mà chị Hương có một cái cơ địa đặc biệt như vậy và mình sợ như vậy thì ở thời điểm đó không thiền được thì mình về nhà mình thiền. Tức là lại dính giống như hôm nọ vừa rồi chị tâm sự với Phượng đúng không? Nếu vậy thì chị phải làm như thế nào đó mà để hạn chế thấp nhất cái vấn đề đó bằng cách là chúng ta sẽ thiền trước khi chúng ta đi đến cái vùng đất đó. Là nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta thanh trượt và chúng ta sẽ nhanh cân bằng hơn. Chị đi đến khách hàng, chị không có biết được cái vùng đất của họ sẽ là xa hay là sâu thẳm hay là tối, không biết được. Chị không phải là đi đám mà là chị đi tư vấn luật sư cho khách. Thì đi ngang một cái vùng đó là nhà của người ta thuộc diện đất đai rộng và có chôn cất ông bà ở gần ngay gần nhà luôn, và khi chị đi vô cái vùng đất nhà người ta là chị cảm nhận được liền luôn á. Và khi hồi hộp mà sợ là không chắc không hít thở đừng xa kịp quá làm động tác đó, nó khi đó nó bị rối là nó sẽ không có làm được. Cái này thì mình đừng có rối. Thật ra chị bị huyết áp thấp đó là khi bắt đầu vào đó là chị thấy cảm giác bị sợ một cái là chị không còn nhớ gì, nó sẽ hoang mang hoảng loạn. Thật ra thì chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta đã thiền tốt rồi thì chúng ta cũng đừng có sợ bệnh và cũng đừng có sợ trượt nha. Mình phải nghĩ như là bệnh hoặc là bị trượt là cơ hội để cho chúng ta hành thiền nhiều hơn và tốt hơn. Thì như vậy chúng ta sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng khi mà mình gặp những cái lúc giống như vậy nha. Thì đâu đâu có gì mà mình phải lo lắng đâu. Ở cái thời điểm đó thực ra thì nếu mà mình kịp thì mình thiền. Còn nếu mình cảm thấy là không kịp thời gian hoặc là mình cái cơ địa của mình thiền thì mình sẽ lo lắng rồi mình sẽ ngộp thở thì mình về nhà mình thiền, không sao hết. Giống như thời điểm hiện tại bây giờ, mặc dù chị đã trải qua cái điều đó nhưng hiện tại bây giờ là chị đã lấy lại được cân bằng và chị đã lấy lại được sức khỏe của mình rồi thì cũng đâu có gì phải lo lắng đâu. Đúng rồi, hôm đó chị về chị thiền liền và mấy ngày liên tục cứ thiền thiền và khấn nữa. Đó là cái cơ hội để cho chị thiền nhiều. Còn lúc bình thường mà chúng ta khỏe thì chúng ta nói ơi thôi thiền giữ lương xa thôi, thiện lần thôi. Nhưng khi mà lúc mà chúng ta yếu thì chúng ta nói thôi tôi phải thiền nhiều lên để cho tôi nhanh khỏe, tôi còn đi làm kiếm tiền. Thì có phải là bệnh là cái cơ hội để cho chúng ta thực hành thiền nhiều không? Đúng rồi, cảm ơn Phượng. Dạ, anh xin mời người khác. Rồi, thấy anh Nguyễn Phú Lâm giơ tay. Anh Lâm tính hỏi gì anh Lâm ơi? Chị cho em hỏi cái giai đoạn mà mình mới nhau thiền đó chị. Thì mình cái thịt nó giật mình kháng rồi chút xíu rồi nó lại giật chỗ khác nữa, rồi mình có kháng nữa không chị? Khấn nữa, tại vì nó giật chỗ khác là phần khác. Giật tập lum hết khấn có bài chị. Bây giờ như vậy nè, thì kiểm xem là nó giật một phía hay là nó giật hai phía. Ví dụ như nó chỉ giật một bên phải hoặc là một bên trái thôi thì có thể đó chỉ là một phần thôi, thì mình chỉ khấn một lần là được rồi nha. Còn nếu như mà nó giật hai ba bên, lúc thì nó giật tuốt trên mặt mà lúc thì nó chạy xuống tuốt ở dưới bắp chân, thì tức là lớn nhỏ đủ thứ hết, thì thôi là nó khác nhau, thì chúng ta chịu khó chúng ta khấn nhiều lần nha. Thì thật ra là lúc mà mình nghe tín hiệu như vậy mình khấn xong rồi những lần thiền sau thì mình có thể không khấn cũng được. Tại vì lần thiền đầu mình đã khấn rồi, tức là cái phần đó người ta đã hiểu rồi, chẳng qua là người ta chưa đi là chưa có cơ hội thôi. Thì những lần thiền sau nếu mình thấy thịt giật giống như vậy thì có thể mình khấn tiếp hoặc là không khấn cũng được, không sao hết nha, tại vì mình đã nói với họ rồi. Còn cái này là nhiều phần khác nhau, thì là nói với phần này nhưng chưa nói với phần kia, thì bây giờ phải nói tiếp với cái phần kia tiếp. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Rồi, thấy Quang Cường còn giơ tay. Cường tính hỏi gì nữa hả em? Quang Cường
thấy còn giơ tay nè, Cưng tính hỏi gì nữa hả Cường? À chắc bạn chưa tắt cái tai phải không? Rồi vậy thì em còn... chưa tắt tay, vâng xin lỗi. À rồi vậy thì còn bạn nào mình có cái thắc mắc gì nữa không? Nếu mà không thì bây giờ chúng ta sẽ thực hành thiền. Bây giờ là 7:35 rồi. À cô Lý, chị Lân, à, hỏi đi chị, nói đi chị. Em hay chị mới cái này lúc nãy cũng cùng bạn nói đó, nhưng mà hôm nhà chị có chú mất á, là chị cũng thiền ở trước rồi, nhưng mà sau đến đám thì hôm đó chị ở lại tối, nhưng mà mọi người cứ dần dần đi ngủ hết, thế là còn có mấy chị em, nhưng mà chị ngồi thiền ngay bên linh cữu của chú á, có bị gì không em? Không sao đâu chị, chúng ta đừng có bị kẹt vào cái vấn đề đó, tại vì hồi nãy em đã có phân tích rồi, năng lượng khác với trược khí nha, chúng ta phải hiểu như vậy nha, trược khí khác và năng lượng khác, cho nên khi chúng ta thiền ở những cái nơi thờ cúng, hoặc là chúng ta hành thiền ở chỗ đám ma, hoặc là chỗ nhiều trược khí thì cũng chẳng sao hết, bởi vì lúc mình thiền là mình nhận năng lượng mà. Nha. Và lúc mình thiền là mình vào trạng thái tỉnh thức thì đâu có ai có thể là xen vào cái cuộc thiền của mình để mà dẫn dụ mình đi được. Nha. Cũng giống như lúc mình thiền mình nhận năng lượng là để cơ thể mình cân bằng. Nha. Thì nó khác với vấn đề trược khí. Trược khí là nó tích hợp vào, còn năng lượng là mình thiền mình nuôi vào, là nó khác nhau. Nha. Cho nên là cái đó là không có lo, giống như hồi xưa nhà em có đám ma bà nội em thì tối nào em cũng qua chỗ cái chỗ làm đám của bà nội em ngồi trước cái chỗ cái hòm của bà nội em, rồi em thiền 3 ngày liên tục như vậy. À, đó là bình thường hay chị? Không biết lời có đúng sai thì cũng luôn. Dạ. Chị cảm ơn em nha. Dạ. Thì nếu mà sai là bây giờ là đau đường hỏi giống vậy ha ta. Tại vì đã thiền rồi. Nhưng mà vẫn phải hỏi, biết là làm rồi nhưng mà không biết đúng sai phải hỏi cô chứ. Rồi con thấy chú Thành giơ tay, chú Thành hỏi đi chú. À thưa chú hỏi thế này, cái mấy hôm nay nhóm mình là thiền từ thiền đình chuyển sang thiền minh sát ấy, chú hỏi thế này này, không biết anh chị em trong nhóm như thế nào, chú và đây là cái ý của chúng ta cảm nhận được trong quá trình truyền kinh sát ấy, chúng thấy là thứ nhất là mình đã đưa được vào cái đề mục luôn luôn tóm cái đề mục. Cái thứ hai nữa là càng về lâu, tức là từ 1 tiếng 45 phút trở đi, thì gần như cái trạng thái truyền nó càng sâu, còn sâu ở chỗ là đấy, khi nghe Phượng nói câu là vậy rồi, bây giờ chúng anh chị em ta thả thiền nha, thì lúc nó chống trường hợp nói hướng vô nó thức tỉnh về cái hiện tại của mình đang thiền. Thì như vậy có phải đã được chuyển từ thiền sang thiền minh sát đạt được hay không, chính chú muốn hỏi từ đó. Yeah. Bây giờ nói từ thiền định sang thiền minh sát nói là như vậy, nhưng mỗi chúng ta xử nghĩ xem thử là mình đã chuyển được từ thiền định sang thiền minh sát chưa. Thì cái đấy chú muốn hỏi như vậy. À hôm trước con có nói rồi, cái việc mà chúng ta chuyển từ thiền định qua thiền minh sát thì nhóm mình, lớp mình sẽ chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là cái người đã có cái định lực nhen nhóm rồi thì chúng ta chuyển qua thiền minh sát. Nhóm thứ hai chúng ta chưa có định lực hoặc là chưa có chánh niệm thì chúng ta ở lại thiền định tiếp vài ngày nữa rồi hãy chuyển qua minh sát luôn. Thì cái việc mà mình nhận diện là mình đã có cái sự hay biết hay chưa, tức là trong cái quá trình mình hành thiền, nếu như lúc mà chúng ta có những cái biến chuyển của tâm và của thân nó trổ ra mà chúng ta nhìn thấy được thì lúc này là chúng ta đã có được cái định lực rồi, dù là thấp nhưng vẫn là có được. Còn nếu như lúc mà chúng ta đang hành thiền mà những biến chuyển của tâm của thân xảy ra, nó rủ mình đi theo coi hình coi ảnh rồi, hoặc là mình bị bám theo cái đau lưng mũi cắn này nọ kia và mình ra khỏi cái việc là đang quan sát cái hiện tượng thở của mình là mình không hề biết luôn, thì điều đó chứng tỏ là mình chưa có một cái định lực hoặc là một cái sự hay biết trong quá trình hành thiền, thì chúng ta chưa chuyển qua được thiền minh sát được nha. Thì hai nhóm như vậy thì chúng ta tự kiểm xem là mình nằm ở nhóm nào và mình tự chuyển đổi.
chứ không có ép mọi người là phải đi đi theo qua thiền minh sát hết nha. Ai có cái sự chánh niệm hay biết thì chúng ta chuyển qua, ai chưa có cái sự hay biết, tức là lúc thiền mà chúng ta bị phóng tâm, chúng ta còn không biết được thì làm sao minh sát được, thì chúng ta nên cố gắng thiền định nhiều lên rồi sau đó hãy chuyển qua thiền minh sát nha. Còn cái việc mà chú đang thiền, sau đó thì chú đang quan sát cái thân của mình thở, và khi mà nghe tiếng con gọi là thôi bây giờ chúng ta xả thiền, thì lúc này chú mới sực tỉnh và chú xả thiền, thì cái này nó là cái tốt, tại vì chú đang chuyên chú quan sát cái thân của mình thở mà. À, cho nên cái này nó không sao hết, cái này là bình thường. Nhưng mà về lâu về dài thì khi mà chú đã quan sát tốt rồi thì mặc dù chú vẫn ngồi ở đây, vẫn nhìn thấy cái thân mình thở ở đây, nhưng mình vẫn biết mọi cái xung quanh, chỉ là mình không đi theo những cái gì ở bên ngoài mà thôi nha. Thì ở thời điểm của chú thì chú vẫn có thể chuyển qua thiền minh sát được, nhưng mà nó chỉ là mới khởi đầu thôi. Ví dụ như còn sau này khi mà chú đã tỉnh thức tốt rồi thì chú trong trạng thái hay biết, và hay biết cái thân của mình và xung quanh mình, chú vẫn biết có những biến chuyển gì, chú vẫn biết, chỉ là chú không đi theo những cái sự việc đó mà chú vẫn nằm đây, vẫn đứng đây và vẫn quan sát cái thân của mình thở đó, thì sau này mình sẽ từ từ được lên tới cái bước đó hai chú ha. Dạ rồi. Út ơi, cô Út tính hỏi gì cô Út ơi? Nói nghe nè Út, lâu quá lát nhờ Phượng kiểm tra lại xa cho Út thôi chứ cũng không có gì hết. Út thiền hôm nay thì thấy cũng ổn, vì là có chân xưa đau thì chưa có nào kiết già được, còn ngầu dưới thả chân xuống thì hồi từ từ Út sẽ cố gắng bác kiểm tra luôn xa cho Út thôi. Hồi xưa là Út đã học lớp 4, lớp 5 rồi, cho nên luôn xa không có bít nên không có cần kiểm. Chỉ những anh chị em học lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì mình sợ thiền không tốt, hoặc là không có thiền đều thì sợ bít thì mới kiểm. Còn người lớp 4, lớp 5 trở lên là luôn xa đâu có bít đâu nên đâu có kiểm. Rồi, kiểm tra về bút thôi. Rồi, dạ. Cảm ơn. Rồi, lớp mình anh chị em mình có cái gì thắc mắc muốn hỏi gì nữa không? Nếu mà anh chị em không có gì hỏi nữa thì chúng ta sẽ tiến hành thiền nha. À, nói đi chị. À, xong rồi chị về nhà của bà chị á, rồi chị có nói với Phượng là chị bị vậy đó, chừa Phượng đó là chị bị chuột âm khí. Rồi bây giờ nếu chị có về đó nữa rồi chị có thiền để chị khấn cho người đó người ta đi được không? Giờ về nhà đó chị không dám về luôn, nó sợ đó, sợ cái chuyện đó. Mà đi hôm đi về cái ngủ sao tối thấy cũng mỏi mỏi tay nữa, cái sợ quá. Bây giờ về không dám về, mà bây giờ hỏi là có nên qua bên đó thiền khấn cho người đó hay không? Không, nghĩ là chị có về, tại vì cái nhà đó là chị về, là chị ở về ở đó, nếu có về đêm là về đó nghỉ nhà bà chị chồng. Cho nên thì là chung, có khi theo quan điểm của em thì nếu có điều kiện thì nên thiền khấn cho người ta, tại vì nó phải hội đủ nhân duyên thì người ta mới theo mình, chứ không phải tự nhiên mà người ta theo mình hai chị. Còn nếu như chị cảm thấy là chưa chuẩn bị về cái điều đó và còn cảm thấy sợ thì chưa thể làm được thì khoan làm. Còn nếu mà cảm thấy là bình thường không có gì hết thì chị cứ thiền ở đó và khấn cho người ta đi hai chị ha, để giúp cho người ta thanh trượt nha. Chị ơi cho em chia sẻ với ạ. À, nói đi cưng. Khấn ngại chứ gì đâu mà sợ. Cái trường hợp mà em trước đến giờ em cũng bị lại đi. Ngày xưa mà em chưa thiền á là em bị toàn bị bóng đè, với lại nằm mơ toàn là mơ thấy ma rượt, hay nằm mơ thấy tùm lum không à. Nhưng mà từ khi thiền cấp 3 em cũng gặp nhiều cái trường hợp vậy lắm, kể cả nhà em cũng vậy nè, em ngủ không bao giờ yên giấc. Nhưng mà từ khi thiền giờ là em đỡ hẳn luôn, mà đặc biệt khi vô học cấp 3 xong á, đến bây giờ á là trong nhà đều bình yên và bây giờ em không cần phải để dao trên đầu nữa. Tức là tối ngủ toàn là bị bóng đè, cho nên là để 3 con dao ở đầu giường luôn để không có bị bóng đè á. Nhưng mà bây giờ là không cần để gì nữa hết và bây giờ ngủ ngon giấc luôn. Và cái trường hợp mà em thì cũng rất là hay đi đâm ma rồi em ngồi thiền luôn. Và những chỗ nào mà trước khi em cũng ngồi em thiền và sau đó về em phải thiền cả tuần. Nếu mà chỗ nào mình nặng quá là em cứ ngồi thiền cả tuần, ví dụ một ngày một tiếng đồng hồ vậy đó thì ổn. Nói chung là em thấy phương pháp này rất là tốt.
và nên nói chung là cũng không nên sợ, lúc đầu em cũng sợ lắm nhưng bây giờ đỡ lắm rồi. Bây giờ dám ngủ mà không để con dao ở trên đầu giường nữa là biết là can đảm bây giờ rồi. Luôn hồi hồi em đã con dao bự lắm mà bây giờ là không hề luôn, bây giờ cắt hết mà mới có 4 tháng rồi đó, sao không 6 tháng 6 tháng sau 3 tháng là em cắt dao luôn. Mà nhà em đó là ngày xưa ngày hồi hồi trước á, mọi người ở đây đến đây chơi á thì ai cũng bảo là có hết, họ ở cả ngày á là bảo có, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Đỡ rồi, chung là cái này nó cân bằng rất là tốt. Nếu mà mình không học á là họ ở bên mình mà mình không biết, nhưng mà bây giờ cái này học á là mình có thể khẳng định cho người ta đi được và người ta không ở bên mình nữa. À, rất là tốt, một cái sự chia sẻ rất là tốt nha. Thì đó, chị Tiên cứ nghe sự chia sẻ của anh chị em đã có cái kinh nghiệm qua, sau đó mình lấy đó làm cái động lực và đừng có lo lắng nữa ha chị Tiên ha. Trời. Đó gì đâu, khán đại đi chứ sợ gì đâu, hỏng chị hả? Cái thời gian hơi mệt, hơi sợ, nhưng mà bây giờ em quen rồi, bây giờ cực kỳ quen rồi, bây giờ là vô tư luôn, đâu cũng chơi hết, đâu cũng ngồi được hết á. Mình phải như vậy thì mình mới vượt qua được cái nghiệp lực của mình ha. Thì không phải tự nhiên mà mình có một cái thể trạng dễ bị bệnh về thể khí đâu. Nó phải hội đủ nhân duyên mà cái đó nó còn là cái nghiệp của mình nữa nha. Thì nếu mà mình chấp nhận nó trong trạng thái thoải mái và thì tự nhiên mình sẽ trải qua cái nghiệp đó nó nhẹ nhàng. Còn nếu mà mình sợ hoặc mình né tránh nó thì dĩ nhiên là mình chưa trả được. Thì sau này mình cũng sẽ gặp lại thôi. Thì thôi thì đã học rồi, không có gì phải lo nữa nha. Và cũng có những cái anh chị em chia sẻ kinh nghiệm với mình rồi thì thôi cứ mạnh dạn mà làm, không có gì sợ hai chị Tiên ha. Rồi rồi, cứ thiền nhiều là được, cứ thiền nhiều là ok à. Rồi cảm ơn thiền nhóm nha, đặc biệt là thiền nhóm rất là tuyệt vời luôn. Rồi thấy bạn Hoàng giơ tay, Hoàng ơi nói đi cưng. Dạ, em xin chia sẻ về cái kinh nghiệm của em á. Là trong 6 tháng hành thiền thì nếu mà về cái lợi ích thì trước đây là giống như cái tâm trạng của em á, nó lên xuống thất thường á. Chẳng hạn mình không có làm gì hết mà tự nhiên nỗi buồn ở đâu mà nó buồn sâu thẳm ở trong người mình không có khống chế được. Rồi xong cái mình cứ lao đầu vào những cái tức là mình phải đi vay mượn cái cảm xúc bên ngoài á, thì mình giống như mình đang bị khát nước nhưng mà mình lại uống nước ngọt vào thì nó chỉ thỏa mãn ở lúc đó thôi, mà nó hết rồi thì nó vẫn khát thì nó lại tiếp tục lại đau khổ lại. Thì là nhờ cái phương pháp này nó giống như là nó làm cho cái bản thân mình nó tự vững chãi luôn, mình không cần phải vay mượn bất cứ một cái điều gì ở bên ngoài nữa đó. Là rất mong là cái phương pháp này sẽ tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ sau này, để thế hệ sau này họ vẫn tiếp tục được học. Rất là tốt. Và về cái sức khỏe của em mà so với 6 tháng trước đây là nó cũng cải thiện rất là nhiều. Thứ nhất là do mình cải thiện được cái tâm trạng của mình á, chẳng hạn những cái stress trong công việc hoặc là những đồng nghiệp mà đối với mình không có hài lòng á, trước đây là mình cứ đau đớn về họ, mình cứ đau khổ, mình oán trách nhiều lắm, chẳng hạn như sếp không tốt đúng không, là bắt đầu tụ tập lại mình nói chuyện là nói xấu về sếp là thấy khoái lắm. Nhưng mà sau này là mình thấy mình là cái người mà đi giới thiệu người ta học thiền nhưng mà mình lại đi nói xấu người này hoặc là nói xấu người kia là không có tốt, cho nên là từ đó là em mới đặt cái quan điểm của em là đối với cái người nào mà mình không thích thì mình cũng không yêu không ghét họ, mình cũng không có tác ý gì tới họ luôn, như vậy đó. Thì là mình cũng không có nhắc gì tới họ, mình cũng không có suy nghĩ gì về họ nữa, việc của mình thì mình làm thôi, việc tới tay mình thì mình làm thôi đó. Cho nên là nó cũng hình thành cho mình nhiều cái cách nhìn nhận mới để mình có cái đường hướng để mình đi đó. Nó đỡ đỡ hơn so với trước đây. Rồi em cảm ơn chị. Một cái sự chia sẻ rất là tốt ha anh chị em ha. Tức là từ một cái người mình gặp xì chết trong cuộc sống, rồi sau cái xì chết đó thì sức khỏe mình nó kéo theo, là tại vì do mình chết là cái tần số mình nó xuống thấp với mọi người ha. Cho nên là cái cơ thể mình nó cũng bị ảnh hưởng luôn. Nhưng mà khi mà tiếp cận với thiền thì bắt đầu là bạn giải tỏa được
bạn co đạt được cái sức khỏe, và sau đó thì cái tâm trạng của mình cũng không có bị lôi kéo bởi những cái tác động từ bên ngoài nữa, và cơ thể của mình dần cân bằng được, thì cái điều đó là rất là hay nha. Như vậy là mình đã đạt hiệu quả rồi, chứ không cần một cái gì cao siêu hết mọi người. Tức là khi chúng ta thiền mà chúng ta cân bằng được cảm xúc của mình trong cuộc sống, cũng như trong công việc của mình, thì tự nhiên là mình sẽ cảm thấy mình là một cái con người thoải mái, nhẹ nhàng. Và từ cái tâm của mình nó khỏe thì tự nhiên nó kéo theo cái thân của mình nó cũng khỏe theo luôn. Thì anh chị em nào, nếu mà mình đang có cái hiện tượng giống như bạn Hoàng như vậy đó, thì cứ nghe cái sự chia sẻ của bạn và lấy đó làm cái động lực mà mình phát triển lên thêm ha anh chị em ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ coi trong nhóm trò chuyện, thấy mấy bạn nhắn cũng hơi nhiều nhiều. Rồi chị Hương thì nãy hỏi rồi, chánh niệm mình sẽ cây tâm là nếu ngồi thiền. Thấy chị Tuyết Liên để là nếu ngồi làm việc mà nghe ngóng như tiếng chiên trống gõ liên tục, vậy có phải là có gì đó không bình thường phải không ạ? Mình cũng có hít thở 3 lần khấn và lắng nghe, thì lúc nghe lúc không. Thì cái này khi mà mình khấn hít thở 3 lần thì mình khấn và chuyên chú mình hành thiền thôi, chứ còn tập trung lắng nghe người ta nói cái gì chi vậy. Rồi sau đó mình phán xét là lúc nghe lúc không. Cái này là mình cũng chưa có đạt nha. Thì nếu như mình đang làm việc mà mình nghe những cái tiếng động bên tai mình và mình hiểu là nó có vấn đề về cái phần trượt âm khí, thì chúng ta vận hành luôn xa và khấn, sau đó thì cứ chuyên chú làm việc giống như vào trạng thái thiền động vậy đó. Rồi sau đó thì sau mình chú tâm làm việc xong thì sau đó mình xả thiền, cứ thở 3 lần, chỉ vậy thôi. Chứ mình không có phóng tâm mình đi theo để mình nghe xem cái cốt truyện đó là gì, rồi lúc nào có tiếng, lúc nào không có tiếng này nọ kia, là cái đó là mình đi ra khỏi cái cuộc thiền của mình rồi ha. Thì như vậy là cũng chưa có được ha chị Liên ha. Mình chỉ cần chỉnh chỗ đó, tức là chị có khúc chị làm đúng, tức là khi mà chị nghe được những cái tín hiệu âm khí như vậy thì chị vận hành luân xa, sau đó chị khấn xong rồi chị cứ chuyên chú vào cái công việc của mình để vào trạng thái thiền động, rồi thì cứ thiền động như vậy cho đến khi nào cảm thấy xong công việc muốn xả thiền thì chỉ cần hít thở 3 lần để xả thiền thôi nha. Còn khi mà cái tiếng nói đó họ nói cái gì, họ muốn cái gì thôi, đừng lưu tâm. Chúng ta chỉ biết mà như không biết. Còn nếu mà chúng ta đi theo cái việc đó luôn thì chúng ta sẽ ra khỏi cái cuộc hành thiền của mình ha. Rồi, còn anh chị em nào mình có cái thắc mắc và muốn hỏi nữa không? Nếu như mà anh chị em mình không có gì thắc mắc để hỏi nữa thì bây giờ nhóm chúng ta sẽ thực hành tiếp tục thiền minh sát thêm bữa hôm nay nữa, là coi như kết thúc một tuần lễ thiền minh sát của chúng ta. Thì sáng sau chúng ta lại tiếp tục gặp nhau và thiền minh sát tiếp ha anh chị em ha. Mỗi một tháng chúng ta sẽ dành ra từ 5 đến 6 buổi, tức là khoảng một tuần lễ, để cùng thực hành thiền minh sát cùng với nhau ha anh chị em nha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị vào cái việc hành thiền của mình. Thì nhớ là chúng ta phải hay biết từ cái khâu chuẩn bị, từ cái tư thế cho đến lúc chúng ta vào trạng thái thiền luôn nha. Thì mình sẽ tắt mic hết của tất cả mọi người để tránh làm ồn mọi người ha. Rồi chúng ta bắt đầu. Sau khi mà chúng ta đã tạo một cái tư thế xong rồi thì chúng ta vận hành luân xa bằng cách hít nhẹ vào bằng mũi, thổi dài ra bằng miệng. Làm như vậy 3 lần nha anh chị em. Sau đó rồi chúng ta bắt đầu nhắm mắt lại. Nếu anh chị em nào chưa có chú tâm vào một cái đề mục chính được thì chúng ta dùng cái cách diều tâm là đếm số nha. Chúng ta sẽ đếm thật chậm. Nhớ là khi thiền thì thả lỏng cơ thể ra, không có gồng. Lưng thẳng nhưng thẳng tự nhiên, không cong nha, thẳng tự nhiên. Bắt đầu đếm số.
một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Rất tốt nha. Rồi, năng lượng đang xuống rất là nhiều. Chú tâm vào đề mục của mình ha anh chị em ha. Chú tâm quan sát vào đề mục của mình thật là chậm và quan sát thật là kỹ. Quan sát tiến trình thở của mình thật là kỹ nha.